Tương truyền, năm xưa dưới trướng vua Cách Tác Nhĩ, có một tướng quân tên Bác Bộ Tông Tạng. Vì chán ghét cuộc sống chiến tranh liên miên, được ba thần nữ chỉ dẫn, đã đưa bộ tộc đến ẩn cư ở núi tuyết Ba Lạp Tông Cách. Nữ tướng Hồng Y đã giao kinh luân cho ông bảo quản, chôn cùng ông ở lăng mộ núi lửa Tông Tạng. Nghe nói núi lửa này hình thành bởi thiên thạch rơi, sản sinh ra từ trường mạnh, nên những áo quan này mới có thể lơ lửng trên không. Béo, anh có làm việc nghiêm chỉnh được không? Anh hiểu gì? Này là phong cách. Hai người đừng tán dốc nữa được không? Dung nham càng lúc càng sụp sôi kìa. Mau tìm ra kinh luân. Yên tâm đi, chúng ta đâu phải lần đầu giúp đội khảo cổ cứu vớt văn vật quan trọng đâu. Từ trường ở đây mạnh quá, La Bàn mất công hiệu rồi. Chỉ đành nhờ vào kinh nghiệm của chúng ta thôi. Lạ thật, Vô Cực Bàn sao không có bát quái phòng ngoài? Anh nhìn ra được gì không, lão hồ? Lão hồ, lão hồ,
vừa rồi suýt nữa sợ chết đi được. Sao lắm quan tài thế? Lão Hồ, tìm kinh luân thế nào đây? Vạch đức được tạo thành trước tượng thần Atula là Trung Hưng Liên. Thất quái còn lại chắc là nằm ở quan tài, phân bố trước 7 tượng thần kia. Bát bộ tiên long đại diện cho bát quái. Nếu là vậy, quan tài vị trí hư chúng ta muốn tìm chắc là nằm giữa Càng và Đoài, cũng tức là nằm giữa Già Lâu La và Càng Thác Bà. Béo, thắp nến. Một sinh hai, hai sinh ba, ba sinh vạn vật. Huyền diệu thay, âm dương cách biệt, gặp nhau cũng khó. Bật mộ, sờ hai cốt, ngắm dung nhan. Mọi người xem, đó là kinh luân giáo sư bảo chúng ta tìm. Năng lượng từ trường sắp biến mất rồi, chúng ta mau đi lên. Tương truyền hắc tháp là hình thức mai táng trong lăng tẩm của quân vương các đời nước Lâu Lan cổ, hoặc dùng để tế trời cầu phúc, nhưng tác dụng thật sự giờ đã không thể nghiên cứu nữa. Sau khi nước Lâu Lan cổ bị vương tộc Côn Mặc diệt quốc, hắc tháp cũng bị phá hủy, nhưng một nhánh tộc Lâu Lan đã trốn vào dãy núi Trác Cách Lạp Mã ứng cư và xây nên thành cổ La Bố Bạc, dựng lại hắc tháp. Đây là một vài tài liệu lịch sử tôi và thầy Vũ tìm được. Dựa theo nội dung trong tấm da dê thì có thể xác định, trước khi giáo sư Dương mất tích, vẫn luôn tìm kiếm. Hắc tháp được ghi trong kinh luân. Thì ra hắc tháp ở thành cổ La Bố Bạc. Tiếc là khi đó giới học thuật chẳng ai tin nước Lâu Lan cổ có tồn tại. Nhưng giờ hắc tháp đã xuất hiện, chứng tỏ lão Dương đã đúng. Tất cả chúng ta đã sai rồi. Đúng vậy, vốn tôi và giáo sư muốn tìm được hắc tháp rồi mới nói với em. Nhưng Tư Vũ nghĩ tòa hắc tháp này rất có thể liên quan tới tung tích của bố em, nên là em có quyền biết sự thật. Giáo sư, vậy khi nào chúng ta xuất phát? Tư Vũ đã liên hệ người dẫn đường, chờ máy đến là chúng ta đi. Mọi người tranh thủ chuẩn bị đi. Dạ được. Tư lệnh Hồ, tham mưu Dương, bộ ba hiệu úy Mô Kim tự mình lại sắp kề vai tác chiến rồi. Trong truyền thuyết, sự thống trị của nữ vương Lâu Lan cực kỳ tàn bạo.
Vương Tử Cô Mặc vì để giải cứu người dân vô tội mà dẫn binh công đánh nước Lâu Lan cổ, dùng thánh đao giết nữ vương. Nước Lâu Lan cũng vì thế mà diệt vong. Nữ tướng Hồng Y Trung Thành đã giấu xác nữ vương vào thần điện Hắc Tháp La Bố Bạc, mượn sức mạnh hắc xà che chở cho linh hồn nữ vương không bị tiêu tan, chờ được tái sinh. Từ sau đó, nữ tướng Hồng Y cũng bị tâm bị tích, nhưng kinh luân mà mọi người tìm được đã xác thực một phần truyền thuyết. Mọi người cứ đi về hướng này. Chú Mã, để một con vật quyết định hướng đi của cả nhóm, có phải hơi ẩu không? Chúng ta phải đề cao khoa học chứ. Theo kinh nghiệm của tôi, khi thằng lằn rồng gặp nguy hiểm, chắc chắn nó sẽ chạy về chỗ cát ẩm, nên là hướng nó chạy chắc chắn có sông ngầm. Chuyện này, chú Mã là bản đồ sống nổi danh ở vùng này, đi theo chú ấy không vấn đề gì đâu. Thầy yên tâm đi, người Tư Vũ tìm về chắc chắn không có vấn đề, đúng không Tư Vũ? Cũng phải, nhưng tôi nghĩ thật ra chú Mã nói cũng không sai. Ông già này đáng tin không? Bí hiểm thế. Ở sông thì sống nhờ sông, lý lẽ căn bản thế. Hễ là người có não đều biết xây thành phố cần sông. Chúng ta theo chú Mã đi. Chúng ta nghe theo ông Mã đi. Đi thôi. Thái độ gì đó? Bắt nạt người ta. Gió thổi nhẹ, mát mẻ nhỉ? Sắp trở trời rồi. Mọi người cẩn thận vào. Chạy! Mau lên! Em Tư Vũ, mau dậy đi, mau dậy đi. Đi, đi. Mau. Mau. Chí Viễn. Mau, giáo sư. Bé ơi, nắm chặt. Mau phụ đi.
Mọi người không sao chứ? Không chết được đâu. Giáo sư, nào, đây là đâu? Tối om tứ hù. Nào, có sao không? Không sao. Từ từ thôi. Theo sát vào. Chú ý an toàn. Đây là nơi nào? Sao nhiều hài cốt vậy? Xem chừng là mộ tùy táng. Mọi người theo sát tôi. Phải cẩn thận vào. Nào, đi. Mọi người nghe xem, tiếng cười từ đâu ra thế? Con cú thôi. Cậu hiểu gì? Nghe các cụ nói chưa? Không sợ cú đem kêu, chỉ sợ cú đem cười. Canh ba cú đem cười là canh năm Diêm Vương ác sẽ tới. Ý là sao? Hễ cú đem cười là chứng tỏ có người sắp chết, người ta sẽ tới lượm xác. Cậu nghe thấy trước phải không? Anh đừng hù tôi. Béo đừng đùa nữa. Cú không thể tiên tri cái chết, chỉ vì khi con người sắp chết, cơ thể sẽ tỏa ra mùi xác chết. Chính mùi này thu hút nó tới. Nên cha ông ta mới gọi con cú là chim báo tang. Mọi người đừng nói linh tinh. Nó chắc chắn nó ở đây vì đống xác khô này. Anh Hồ, thôi chúng ta mau đi đi. Mọi người ở yên tại chỗ đã. Cẩn thận vào. Tôi lên xem thử. À, hay là chúng ta đứng sát vào mép. Đi, 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 được. Đầu có 7 lỗ, mặt có 12 cung. 7 lỗ là sức sống, 12 cung đoán số mệnh. Ra là 7 lỗ 12 cung. Lão Hồ, làm sao để rời khỏi nơi quái quỷ này? Muốn mệnh cung mạnh thì phải có tật ách mạnh. Tật ách cung nằm ở sống mũi. Lên. Nào. Một, hai, ba.
Giáo sư, trên này vẽ gì mà thầy xem say mê vậy? Tranh tường này kiểm chứng cho truyền thuyết nữ vương Lâu Lan tôi đã kể trước đó. Nơi này chắc là thánh điện của tộc Cô Mạc. Giáo sư, nếu những nội dung đó có thể đăng tải lên thì tôi tin chắc chắn có thể làm giới khảo cổ chấn động mạnh. Mọi người mau chia ra tu tập tư liệu. Không thấy ông Mã đâu nữa. Gì cơ? Chẳng lẽ đây là thanh đao đã giết nữ vương Lâu Lan, nên chắc đã được người Cô Mạc xem là thánh vật, thờ ở đây. Cô xem, nơi này u ám vậy, ông già đó không bị ma bắt mất đó chứ? Tôi đùa thôi mà. Bạn đừng nói. Lý Diệu Cường, lão Hồ, sao quan tài này dựng đứng vậy? Quan tài dựng đứng trấn tà trảm hung thần, cho thấy chủ mộ muốn trấn áp thứ gì đó tà ác. Chú Lâm đâu? Chuyện gì vậy? Ai đánh lén tôi? Ai? Kẻ xông vào thánh điện Cô Mạc, giết không tha. Anh là ai? Mạnh miệng gớm. Bộ nói giết là giết hả? Ở đâu? Ra đây. Ôi, nóng, nóng. Rời khỏi quan tài thánh. Đừng qua đây. Anh dám động vào nó là tôi giết anh. Đừng qua đây. Đừng qua đây. Tôi chăm đấy nhé. Lùi lại. Lùi lại. Anh ta lấy rượu đâu ra vậy? Đi xuống. Đi xuống. Tôi chăm đấy nhé. Người của chúng tôi đâu? Bị các người bắt rồi phải không? Đưa người ra cho tôi. Mở lên. Mở lên. Chị Sơ Ly, biết điều đi. Chị Sơ Ly cứu chúng tôi chứ. Tư Vũ, thả người ra. Thả người.
Chị Shirley. Anh, đi qua. Không đủ, nữa đi. Đi qua. Đi qua. Bối Lạp đã tỉnh, các cựu chạy không thoát đâu. Ai, ai, Lạp gì? Lạp gì tôi cũng cóc sợ. Đừng qua đây tôi ném đó. Cháy. Cô đưa mọi người đi trước. Được. Cẩn thận. Béo. Lão Hồ, nghĩ cách đi. Đã lúc nào rồi, đừng nghịch la bàn của anh nữa. Nếu quan một của ngàn đốc khóa thì không thể nằm ngoài bắt quái âm dương. Càng tâm liên côn lục đoạn đường chết phía sau, đường sống phía trước. Nhảy. Tôi sợ độ cao, tôi không nhảy được. Bỏ lên. Xuống. Nhảy. Nhảy từ nơi cao như vậy, họ chết chắc rồi. Bối Lạp đã nhận ra trong số họ có người mang dòng máu Lâu Lan. Với lại họ còn có kinh luân. Chúng ta không thể chủ quan. Cẩn thận. Cứu giới. Nắm lấy. Nặng khiếp. Hồ Bát Nhất, sao anh đạp tay tôi? Không đạp, là anh về với tổ tiên lâu rồi. Đó là núi Trác Cách Lạp Mã, di tích thành cổ La Bố Bạc. Chắc ở gần đây thôi. Chị Shirley, tôi giúp chị nhé. Cảm ơn tư phủ. Giáo sư sao rồi? Đã đỡ nhiều rồi. Chị nghĩ nội dung trên tường kia là thật sao? Nữ vương Lâu Lan sẽ hồi sinh thật sao? Sao cô cũng tin vào mấy truyền thuyết này? Đó không giống lời mà một sinh viên đại học nên nói. Tôi chỉ thấy hơi tò mò thôi. Đúng rồi chị,
Trước đây, bố chị nghiên cứu văn hóa Lâu Lan và Hắc Tháp La Bố Bạc suốt. Ông có phát hiện gì về phương diện này không? Không. Chuyện công việc của ông ấy không bao giờ nói với tôi. Lúc đó tôi còn trách ông ấy bận bịu. Sau đó mới biết mọi chuyện ông ấy làm đều là vì tôi. Hồi đó tôi có nghe giáo sư Lâm nói, khi đó giới học thuật chẳng ai tin nước Lâu Lan cổ có tồn tại. Thế nhưng bố chị để giải câu đố dòng máu của gia tộc chị mà chưa bao giờ bỏ cuộc. Tôi thật sự hâm mộ chị có người bố tốt vậy, có thể làm tất cả cho chị. Nhưng tôi càng mong ông ấy luôn ở bên tôi. Cô mà nếu như là một người bố bất tài thì dù có bên nhau mỗi ngày, không phải đâu chị. Tôi nghĩ là bố tốt với con là đương nhiên. Nào, uống nước đi. Làm xong rồi à? Không biết, béo bắt đầu đà được con thỏ sa mạc, đang bận nướng với thầy Vũ. Thưa Vũ, cô băng bó giỏi đó. Sao nào, hôm nay sợ lắm phải không? Không sao mà, anh Hồ. Anh nghĩ, ngày mai chúng ta có thể tìm được thành cổ La Bố Bạc không? Được. 200 năm nay tôi và chị Shirley của cô có thấy trận gì mà chưa từng gặp. Vả lại, bộ ba hiệu úy mùa kim tôi chưa bao giờ thất bại. Vậy thì tốt quá. Thế là có thể tìm được tung tích giáo sư Dương. Chuyến đi La Bố Bạc của chúng ta cũng xem như trọn vẹn, đúng không chị Shirley? Thật ra tôi cũng biết, dù bố tôi từng tới đây thật thì cũng đã mười mấy năm rồi. Nếu như ông ấy về được thì đã về lâu rồi. Chỉ cần còn một tia hy vọng thì không thể từ bỏ. Tiểu Sở, Tư Vũ, lần này cảm ơn cô. Nếu không có cô giải mã tấm da dê, có thể tôi chẳng có cơ hội này. Cẩn thận vết thương. Vậy chị Shirley nghỉ ngơi đi, tôi qua kia trước. Cô bận việc đi. Thật sự không thể đi tiếp nữa. Nếu còn đi tiếp, không biết sẽ gặp nguy hiểm cỡ nào nữa. Vậy phải làm sao? Ông không muốn làm nữa à? Ý tôi không phải thế. Tôi muốn nói là đâu thể làm mọi người bỏ mạng hết chứ. Chúng ta chuẩn bị cực khổ lâu vậy mới đi được tới đây, không còn đường lui nữa. Thế nhưng giờ chúng ta đã mất hết đồ. Dù có vào được thành cổ La Bố Bạc thì làm gì được chứ? Chuyện này không cần ông lo, rồi sẽ có cách giải quyết. Chạy tới đây à? Làm gì đó, tìm hết một phòng mà không thấy. Đi, 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 ăn thỏ nào. Làm sao vậy? Mặt yếu xìu thế, không có gì. Ông ấy hét giá. Cậu béo, cậu tới đúng lúc lắm. Cậu phân xử giùm tôi. Cô ấy bảo làm người dẫn đường, nhưng giờ suýt nữa mất mạng. Thế này là sao? Em Tư Vũ, tôi phải phê bình mấy câu nhé. Không thể ác đức vậy. Người ta lớn tuổi rồi, còn vào sinh ra tử với tụi mình, thêm chút tiền thì đã làm sao? Đúng chứ, sống phải biết điều chứ, đừng kẹt sĩ quá. Thôi được, để lát tôi xin giáo sư Lâm thêm kinh phí. Đúng, vậy là xong rồi. Đi đi đi, ăn thỏ nào. Đi 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 đi, mong mong mong. Giáo sư, theo như thầy nói, người cô mặc đánh lén chúng ta là để chúng ta không đi tìm cổ thành cổ La Bố Bạc. Truyền thuyết kể, người cô mặc đời đời bảo vệ thánh điện Hắc Tháp, không cho người ngoài tới gần. Không thể nào nhỉ? Trong lịch sử, cô mặc chỉ là một nước nhỏ. Đã hơn 2.000 năm, đám người đó phải biến mất lâu rồi mới phải. Em thấy là có người làm ra vẻ huyền bí. Không thể nói vậy được. Trên đời không có chuyện gì là tuyệt đối.
Con quái thú đuổi theo chúng ta hôm nay chắc là thần thú tộc cô mặt thờ phụng, tên là Địa Thác. Cũng may hôm nay mọi người chỉ kinh sợ chứ không gặp nguy hiểm. May mà có đồng chí Tiểu Hổ, không thì chúng ta khó thoát nạn rồi. Tại anh béo đó ngứa tay chứ ai. Nếu không vì anh ta, người ta có đến mức đuổi theo chúng ta dí cho chết không? Lý Diệu Cường, dù không háo thắng thì cậu cũng bớt khổ nghiệp đi. Tôi nói cho mà hay, hôm nay mà không nhờ anh béo của cậu là cậu chết được tám bận rồi. Hay, tên béo đó, nói gì mà vui thế? Coi Lý Diệu Cường khua tay múa chân kìa, sao vậy? Khen anh đấy, hôm nay một mình trớ ngải, thần dũng. Nên làm mà, không cần khách sáo. Tục ngữ nói hay lắm, ba cây chùm lại nên hòn núi cao. Béo này có thần dũng đến mấy mà không có mọi người ra sức giúp đỡ, không có đông đảo quần chúng nhân dân ủng hộ thì cũng không được, đúng không nào? Tư Vũ, sao cô về chung với anh ta vậy? Ba chúng tôi cùng về mà, ông ấy không phải người sao? Cậu khen tức cái gì hả? Được rồi, được rồi, được rồi, mọi người yên lặng đi. Đã đông đủ thì tôi cũng nói vài câu. Các đồng chí, suốt chặng đường chúng ta gặp vô vàn khó khăn, vài lần trải qua sống chết, nhưng điều đáng mừng là chúng ta chỉ còn cách thắng lợi một bước cuối nữa thôi. Đêm nay mọi người nghỉ ngơi cho khỏe, lấy lại tinh thần. Tôi tin thành cổ La Bố Bạc chắc chắn sẽ thành phát hiện trọng đại nhất trong lịch sử khảo cổ. Mọi người ngồi đây đều sẽ thành chứng nhân lịch sử. Hay. Lão Hồ, có phải suy đoán sai không? Không lý nào. Có câu phong thủy luôn luôn chuyển, tướng đất có giữ lành. Thành cổ La Bố Bạc là thủ đô thì chắc chắn phải xây trên thế đất long mạch phù hợp, phong thủy tốt lành, không thể sai được. Có khi nào hướng long mạch đã thay đổi? Trên đầu rồng, Dương Long thường nằm ở chỗ đất bằng, Âu Long điểm nguyệt nơi núi cao. Trước nhìn chân Long xem điệu có cử động, sau dò thấy núi tìm tung tích rồng. Nam Ly là chi, Khảm là chân, Chấn là xương sống, Đoài là bụng. Thân rồng phút lên chín tầng trời, ắt được âm dương, trải ngàn dặm. Bát quái được sáu mất hai, tốn không có phụ, càng không có tâm. Hóa ra nó không được xây theo phong thủy long mạch. Rồng ấn đầu, rắn đánh tim, ra là vậy. Thành cổ La Bố Bạc ở ngay đây. Nhưng ở đây ngoài gò cát có thấy gì đâu. Giáo sư vội gì chứ? Thầy cứ xem kỹ đây. Đến rồi. Đến rồi, là nó. Tấm da dây tiếp. Khi cơn giận của sa mạc đen che lấp bầu trời,
thành cổ là bố bạn sẽ trở lại mặt đất. Lão Hồ, anh tính trước rồi à? Trải qua 2000 năm, nền văn minh vĩ đại bị cát vàng chôn vùi cuối cùng đã trở lại. Giáo sư, nhìn bên kia kìa. Chị Shirley, anh Hồ, hai người mau qua đây. Sao vậy? Chuyện này, người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Kiếp sau chọn cửa đầu thai tốt vào, đừng làm nghề này nữa. Bọn trộm mộ thối tha chết là đáng. Có thời gian quan tâm họ, chẳng thà đi tiếp. Đi thôi, giáo sư. Thầy ơi, đi thôi. Chúng ta tìm tiếp là được rồi. Ác quỷ, đầu dây, nô lệ, thú bảo vệ có một con mắt khổng lồ. Số tượng đá này được sắp xếp theo giai cấp nước Lâu Lan. Bảo vệ cho nữ vương Lâu Lan nằm ở tầng lớp cao nhất. Thầy Vũ, thầy Vũ, Chí Viễn.
thiên địa tứ linh canh giữ bốn phương là 28 vị tinh tú. Vào từ vị trí sao giật chòm chu tức, băng qua sao liễu tới sao vị chòm bạch hổ, rồi tới tứ phụ tới sao phòng chòm thanh long, vòng qua sao bắc cực, đi ra sao nữ chòm huyền vũ. Dừng lại. Trên trời dưới đất, tăm tối vô cùng tận. Đây là cầu biển ngạn. Vậy ra khi nãy liều sống liều chết thành công cốc hết. Vậy chúng ta mau đi về theo đường cũ đi. Thầy Vũ cũng mất rồi. Còn nói bậy bạ. Không vì cậu thì thầy Vũ có chết không? Sao tôi biết tượng đá đó cử động được? Muốn trách thì phải trách Hồ Bát Nhất. Do anh ta không nhắc ở đây có cơ quan, thầy Phủ bị anh ta hại chết. Ông nổi mày, hôm nay ông đây béo không được đánh nhau. Đừng ra tay. Cầu biển ngạn có tên gọi khác là cầu tuyệt thiên, ý là trời không tuyệt đường người, nhất định còn có lối ra. Cá vượt cửa âm ti, hoa nở ở cõi chết. Cá vượt cửa âm ti, hoa nở ở cõi chết. Cá vượt ở âm ti, hoa nở ở cờ chết. Sơ Ly, pháo sáng. Con mắt ma nữ nhìn về vực sâu phía bắc, xem ra dưới bậc thang âm hồn chắc là lăng mộ nữ vương. Giáo sư, mọi người dừng ở đây đi. Lão Hồ nói đúng, còn đi nữa không biết sẽ có nguy hiểm gì. Anh béo, trên đường cách mạng sẽ phải có hy sinh. Thầy Vũ vì sự nghiệp khảo cổ mà dâng hiến sinh mạng mình, chúng tôi càng nên tiếp nối di nguyện của thầy ấy, không thể để thầy ấy hy sinh vô nghĩa. Chúng tôi phải tiếp tục đi về phía trước, nhưng chúng ta đâu thể để lại mạng chứ. Chúng ta tới để khảo cổ, không phải tới nộp mạng. Anh sợ chết thì cứ đi về. Tóm lại tôi và giáo sư sẽ không từ bỏ. Được, Sở Tư Vũ, cô đừng có mà không biết tốt xấu. Tôi cũng muốn tốt cho mọi người thôi, cậu im giùm đi. Không nghĩ lại cái nết của mình vừa rồi. Tư Vũ nghe lời đi, để chú Mã đưa cô và giáo sư Lâm về trước. Chị Sơ Ly, khi chưa tìm được bố chị thì chị cũng không bỏ cuộc mà. Nhưng tâm nguyện cả đời của thầy Vũ là tìm được lăng mộ nữ vương Lâu Lan. Là học trò của thầy, tôi càng không thể để thầy ra đi trong nuối tiếc. Tư Vũ nói đúng, Chí Viễn đi rồi, chúng tôi càng không được bỏ cuộc. Đó là sứ mạng của Chí Viễn, cũng là sứ mạng của người khảo cổ. Giáo sư, chúng ta đi tiếp. Muốn đi thì mọi người đi đi. Mọi người muốn chết tôi không cản được, nhưng tôi không muốn chết.
ông bạn, ông cũng về đi, không cần mạo hiểm với chúng tôi đâu. Ở sa mạc lớn này không có nước là chắc chắn không ra được. Đằng nào sớm muộn, không chết đói thì cũng chết khát. Chẳng thà đi với mọi người, có khó khăn gì tôi cũng giúp được. Giáo sư, em vừa nghĩ lại, em thấy mình có lỗi với thầy Vũ. Em đi cùng mọi người nhé. Vậy thì em cũng phụ giúp góp sức được. Thằng nhãi này, hèn thật, hèn quá xá. Anh Béo, đi thôi. Anh nói đúng thật. Đám người đó chẳng những không chết mà còn tìm được thành cổ. Anh lấy thánh đao ra thề, nếu như ma nữ Lâu Lan hồi sinh thì tộc ta ắt tự ra tay ngăn chặn. Nếu không làm được thì lấy cái chết tạ tội. Đây chắc chắn là quan tài của nữ vương. Chí Viễn, tâm nguyện của chúng ta thành hiện thực rồi. Tiếc là cậu không được tận mắt thấy. Giáo sư, tìm được mộ nữ vương cũng xem như an ủi thầy Vũ rồi. Anh Hồ, vậy chúng ta mở quan tài đi. Mọi người không báo với tổ chức trước sao? Không cần thiết đâu. Tư Vũ, em muốn làm gì? Em lấy súng đâu ra thế? Giáo sư, không cần tôi nhắc lại nữa chứ. Đừng giở trò với tôi, không thể phát súng kế tiếp tôi không bắn vào tay đâu. Tư Vũ, cô đừng làm bậy. Béo, thắp nến. Gà gáy đèn tắt, không được đào mộ. Tham lam mở quan tài là về trời ngay. Quan tài này không mở được. Được thôi, anh không mở quan tài thì tôi nổ súng. Đèn tắt là điềm đại hung. Trong áo quan không phải cơ quan thì là thứ dơ bẩn. Nếu mở thật thì e là chúng ta đều phải chết. Vậy các người muốn giáo sư Lâm chết phải không? Cứu chú Lâm đã. Dù quan tài này có vấn đề thật thì chúng ta vẫn có thể liệu một phen. Một sinh hai, hai sinh ba, ba sinh vạn vật, huyền diệu thay. Âm dương cách biệt gặp nhau cũng khó. Bật mộ sờ hài cốt, ngắm dung nhan không được mở. Lý Diệu Cường muốn làm gì? Tư Vũ, vừa rồi cô không nghe Hồ Bác Nhất nói sao? Quan tài này mà mở, chúng ta đều phải chết. Hai chúng ta vẫn còn tuổi xuân tươi đẹp, đừng chết ở đây chứ. Cô muốn ai chết cũng được, nhưng hai chúng ta không thể chết, có được không? Ồn ào. Mở.
Hồ Bác Nhất, bỏ súng xuống. Chơi trò gì thế này? Chưa hiểu sao? Ông ta vốn là người Sở Tư Vũ tìm tới. Đi. Đứng yên. Bỏ súng xuống. Đi, lên đi. Lão Hồ, làm sao đi? Đi. Tôi đoán Sở Tư Vũ biết cách mở cửa lâu rồi. Bảo sao cứ hăm dọa tụi mình mở quan tài. Lão Hồ, giáo sư, giáo sư mau đứng dậy đi. Đi 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 đi. Lão Hồ, không sao chứ? Không sao chứ Lão Hồ? Sơ Ly, đi. Thôi thôi, đám kia cũng đến rồi. Giáo sư, quái vật gì mà hung tàn thế? Là sói đỏ đất ẩm. Tục tử bất ngữ, thời nhà Thanh có ghi: ban đầu xác biến thành hạng bạc, rồi lại biến thành sói, là một loài quái vật rất hung tàn, có thể ở trong trạng thái ngủ đông rất lâu, tuổi thọ cực kỳ dài. Hậu duệ lâu lan kia đâu? Ừ.
rốt cuộc cô muốn làm gì? Làm gì? Tôi đang giúp bố chị hoàn thành di nguyện. Không phải bố chị luôn muốn làm rõ quan hệ giữa dòng máu Lâu Lan và Hắc Tháp sao? Khi dòng máu Lâu Lan trở về Hắc Tháp hiến tế cho Thánh Hỏa, thì nữ vương Lâu Lan vĩ đại sẽ hồi sinh từ giấc ngủ ngàn thu, ban cho kẻ nô bộc đánh thức bà sức mạnh vô biên và sinh mạng vĩnh hằng. Thực ra chị chính là câu trả lời. Cô Dương, tôi cũng không muốn hại chết cô đâu. Thế nhưng tôi không thể nhìn con gái mình chết. Con gái, tôi chỉ cần máu của cô thôi, chỉ một chút thôi. Cô cứ xem như là giúp chúng tôi, đừng phản kháng nữa. Phí lời với cô ta làm gì? Kể ra chuyện này là tại tôi cả. Tôi không nên nói với hội tiểu sở. Sơ Ni là hậu duệ của Lâu Lan, tổ gia nó. Sở Tư Vũ định lấy Thâm Mưu Dương làm vật tế. Không thể nào được. Không có ai chết hơn 2.000 năm mà hồi sinh được cả. Lời tiên tri tộc tôi có nói, chỉ cần hiến tế dòng máu Lâu Lan tại đàn tế Hắc Tháp, ma nữ Lâu Lan sẽ tái sinh, khiến chiến tranh và giết chóc trở lại thế giới. Ý anh là họ sẽ đưa Sơ Ly tới Hắc Tháp. Hắc Tháp chính là linh cữu của ma nữ. Chỉ khi hiến tế đồng đội của các anh ở đó, ma nữ mới có thể phục sinh. Chỉ tiếc con đường duy nhất cũng đã mất. Bố Lạp cảm nhận được lăng mộ ma nữ đã mở ra. Lấy máu đời chúng con, minh chứng cho lời thề cô mặc. Lấy máu đời chúng con, minh chứng cho lời thề cô mặc. Bối Lạp, Bối Lạp, đi thôi, chúng ta còn việc quan trọng hơn phải làm.
Tư Vũ, con muốn làm gì? Làm gì? Chính vì chúng ta không tiền, không bản lĩnh, nên bệnh của con mới tiến triển xấu tới độ hết thuốc chữa như bây giờ. Bố không giúp con thì thôi đi. Giờ con khó lắm mới tìm được cách chữa bệnh, bố còn muốn cản con sao? Con nói với bố chỉ cần vài giọt máu là được, đâu có nói là phải tế sống. Hay là chúng ta nghĩ thêm cách khác đi. Cách? Những năm qua chúng ta tìm bao nhiêu cách, có tác dụng không? Nhưng mà còn mà giết người nữa là không thể quay đầu đâu. Bố à, con đã thế này rồi, bố coi con còn sống được mấy ngày. Không giết cô ta thì người chết sẽ là con gái bố. Cô ta chết hay con chết, bố tự chọn đi. Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, Shirley, lão hồ đến rồi nhé. Tư Vũ muốn hồi sinh nữ vương Lâu Lan. Tôi biết hết. Chúng ta ra khỏi đây trước đã, đi trước đã. Nữ vương bệ hạ, là tôi hồi sinh bà, xin bà cứu tôi với. Tiểu Vũ,
Các người mau đi đi. Đây là cuộc chiến của chúng tôi. Ba đồ nhĩ, cùng lên. Lấy máu đời chúng con, minh chứng cho lời thề cô mà. Xin thề nếu không thành công thì lấy cái chết tạ tội. Ba đồ nhĩ, Đạt Na, anh lấy máu đời chúng con, minh chứng cho lời thề cô mặt. Kệ tôi đi, mọi người bỏ đi đi. Phá hủy mật đạo, đừng để ma nữ thoát ra. Có thế tôi cũng không thể nhìn anh chờ chết ở đây. Đây là sứ mạng bảo vệ 2000 năm nay của tộc Côn Mặt rồi. Đi đi, đi. Thánh đạo, thánh đạo. Có thể giết bà ta. Đừng để bà ta chạy thoát. Ba anh em mình sống chết có nhau, hiểu ý Mô Kim. Hợp lại thì sống. Tách ra thì chết.
Shirley. Lão Hồ, chuyện gì thế này? Không sao chứ? Rõ ràng tôi thấy nữ vương Lâu Lan hồi sinh, tôi không sao còn anh. Là mấy củ khoai nương mùi xác chết quấy phá. Thì ra yêu thuật của ma nữ Lâu Lan chỉ là lợi dụng khoai nương mùi xác chết sẵn sinh trảo giác mà thôi. Hồ Bác Nhất, là anh hủy hoại tất cả của tôi. Cầu xin các người đừng, đừng giết con gái tôi. Cầu xin các người đừng, đừng giết con gái tôi. Muốn giết thì giết, giết tôi là tôi sai. Bố, bố, về nhà đi. Bố, mau chạy đi, mau chạy đi. Y Đạt Na, Y Đạt Na. Đi, đi thôi. Đi thôi, hai người không cần mạng nữa hả? Mau đi, mau đi, đi nào Shirley, mau chạy đi, đi mau. Được rồi, tiễn người ngàn dặm rồi cũng phải chia xa. Ý câu này là đã là bạn bè thì sẽ có cơ hội gặp lại, nên là khi tạm biệt cũng không cần buồn quá. Bạn được.
Bạn, sao mà nhoi quá vậy? Giữ sức khỏe. Giáo sư.